bạn nên xem hai cái để mình so sánh đó, mình so sánh là cái bản nào tốt hơn. Bạn lường cáo ghê. Không, mà thực sự khi chắc thấy cái trailer thấy bé khóc, những bé khóc nó rất là hay, rất là thiệt. Thì con nít nóng mà mình nhìn khi thấy có nhiều đứa giống như là còn mình nghĩ là nó mới quá, mình sợ. Nhưng mà khi mà những bé đóng mày rất là thật, giống như là ai đánh ngắt nghéo thật sự mà khóc vậy đó. Thì rất là hay. Mày nói cái bạn Trần Phú á, cái bạn diễn viên chính của mình á, mẹ thì là quá xuất sắc luôn á. Là khi là cái tài năng của nó is just like khủng khiếp luôn á, cái tâm. Mà để cho anh chia sẻ là làm sao mà mình tìm được cái bạn này nha. Đúng, tại vì lúc đó là Hàm đang ở Việt Nam đang quay một cái quảng cáo cho Glucerna. Thì không biết là Chelsea có cái Glucerna là cái sữa cho người mà bị bệnh tiểu đường đó. Thì nó sẽ anh làm cái quảng cáo đó là lúc đó là Phú chỉ có một cái vai nhỏ xíu thôi, thì là bưng một cái ly cho bà ngoại nè, bà ngoại uống ly sữa này phải không? Thì mà mình thấy, mình để ý là khi mà không có quay á, là bé này ngồi trong cái góc đó mà tự lo, không cần cái gì hết mà không có khó chịu hay là cái gì. Mình thấy interesting, mình nhớ. Và tự nhiên lúc đó là khách hàng mời anh làm thêm một cái quảng cáo khác nữa. Nói là mình có một cái phim ngắn cho cái Insure. Đó. Thì anh nói là mà không biết là anh Hàm muốn quay không, tại vì cái câu chuyện này là một tính là một cái phim ngắn, là về một ông nội với lại đứa cháu. Mà nói có nhận liền để quay, để mình chọn bé này để mình thử vai đó. Và cái ngày đầu tiên mà mình quay là cái cảnh đó là bé này với lại ba đứa bạn đi ra cái đội trên cái công viên để thả diều, phải không? Có bốn đứa dẫn ra cái đội đó ngồi, rồi mình đang chuẩn bị mấy cái máy. Chưa tới 5 phút hay là 10 phút thôi, mấy bé kia hả? Trời ơi, nóng quá, trời mệt quá, con vô được không? Con chờ lát coi chú muốn quay là mình quay được không? Thì Phú này á, nhìn qua, nói, tụi mày im đi! Đấy, tụi mình ra đây là chơi, hay là mình ra đây là để làm việc? Giống như người lớn vậy đó. Giống như người lớn luôn, mà cái câu này... 6 tuổi nha, lúc đó 6 tuổi. Câu này mới là ghê nè. Phú nói, mình ra đây để làm hay là mình đi chơi? Mình phải đi làm trước để có tiền, sau đó mình có tiền mình mới đi chơi. Ôi trời ơi. Trời ơi, ok, mình phải cast cái bé này rồi nha. Lúc đó anh Hàm gọi Jenny, nó là, em ơi, I found him. Tìm được một người mà có thể làm việc với anh được rồi. Như cái kiểu work ethic, cái cách mà leader làm việc đó. Nó là leader đó. Tài năng thì of course phải có tài năng, nhưng mà đẹp trai nữa. Đẹp trai. Đó là cái duyên của nó đó. Tự nhiên nè, đẹp trai nè, với lại là thích quay. Rất là thích quay. Trưởng thành trong tuổi nữa. Yes. Perfect. Dạ, có nghĩa là mọi người muốn làm là phải làm. Yes. Thì Tin là khác. Tin á là trời ơi, Tin chắc là Tin khi mà Tin sinh ra là Tin có cái micro trên tay. Đúng rồi đó. Tại vì thấy là từ 4 tuổi rồi đó là Tin biết lên sân khấu hát cải lương nè, hát rap nè, nhảy nè. Cô lên mỗi lần quay xong á, xong rồi cắt một cái, xong rồi ảnh, xong rồi Tin nó nhìn vào máy, xong rồi nó bắt đầu rapping. Bắt đầu rap. Vậy đó hả? Rap hoài à? Ừ. Nhưng mà nên lúc mà mình quay cái đợt 1 cái trước khi dịch nha, trước khi dịch tới là đợt 1 là cuối tuần nó cũng phải vẫn đi diễn sân khấu. Thì coi như là quay xong rồi phải về Sài Gòn để cho diễn sân khấu gì đó, xong rồi nói chung là mình cũng phải sắp lịch á. Tại vì mấy cái nó đắt show lắm. Yeah. Ở bên nó đắt show mà còn rất là thành tại công. Tại rất là dễ thương. Maika thì khác, Maika là người mẫu. Đúng rồi, quá đẹp. So kiểu baby model. Baby model. Yeah, thì she quen kiểu chụp hình photoshoot xong rồi đi bộ walkway, runway, kiểu thời trang á. Yeah. Thì nó nhưng mà cái này bài này diễn đầu tiên, xong rồi sau đây thì nó bắt đầu diễn nhiều mà hơn. Nhìn Maika không giống người Việt. Mà cái tên Maika giống người Nhật nữa. đúng rồi. Mà lúc bạn sản xuất là anh Mai Thế Hiệp giới thiệu Chu Diệu Anh nè. Cho anh thì mình chỉ có nhìn cái hình thôi. Mà Chu Diệu Anh đang ở Hà Nội. Mình thì đang làm casting ở Sài Gòn. Cho nên phải nhờ một cái bạn khác đi ra đó cầm cái iPhone để thử vai. Phải không? Có một cái kịch bản, một cái phân đoạn nhỏ thôi. Để cho bé thử thoại đó. Thì sau đó là anh này gửi cái clip này và nói là bé này rất là xinh nhưng mà chắc là bé này không có diễn được đâu. Hơi cứng. Tại thoại hơi cứng. Nhưng mà chị Jenny và anh là xem cái clip đó mà trời ơi bé này. Tại vì cái mắt của bé này nó là phần nửa cái mặt của nó và nó quá xinh và kiểu mà muốn cứu nó. Anh thật sự cái vai này là một bé ngoài hành tinh. Thì khúc đầu cũng không có cần cảm xúc nhiều. Xong rồi sau đó mình biết mình tin là sâu đây thì sẽ từ từ có cảm giác. Mà bạn quay cái clip đó mà thoại thì sao, nói cứng ngắc à, mà nói là tại vì
bé này là người ngoài hành tinh mà. Đúng rồi. Và người Hà Nội nói, luôn. Thì nói chung không sao đâu. Oh, dạ, dễ thương. Xong rồi sau đó mình cũng viết trong kịch bản cái vụ mà nó là nói giọng Hà Nội. Đúng rồi. Vậy luôn. Vậy luôn. Nhưng mình tiết lộ đó là coi. Nó có một cái joke about that. Dạ, dễ thương quá. Dạ, thì nói chung là trong TV mấy đứa nhỏ thì nó nói giọng Nam hết. Nhưng ngoài bé này giống nói giọng Bắc. Nó có sao đâu, nó cũng có cái hay. Dạ, đúng rồi, để mình là người ngoài hành tinh. Nhưng mà, you know, thì mình quay càng ngày càng lâu thì mấy bé là có bắt đầu là hiểu cái cách quay đó. Thì cái diễn xuất nó tự nhiên nó là tốt hơn, tốt. Bé Diệp Anh đó, là bé Maca đó là nó một lần đang quay xong tự nhiên nó cứ nhìn vào máy. Ủa sao bé này cứ nhìn vào máy hoài? Xong mình mới phát hiện ra là mình có một cái giống như một cái kính filter. Kính filter. Và cái filter này nó phản quang á, mình thấy được cái reflection thì của mình á. Giống cái gương á. Nó đang sửa. Xong rồi nó nhìn vào. Con nít she's so smart. Tại vì là người mẫu mà. Yes. Đúng rồi, thông minh quá, biết là đang quay khúc mà còn nhớ nhiều lắm là sao? Sao giống Chelsea quá vậy? Chứ khi quay cứ nhìn vào cái máy coi mình tóc tai mình sao. Cái đó là cái thói quen rồi. Yeah. Thì bây giờ mình không có đủ thời gian, mình còn khoảng 3-4 phút. Thì trước khi chia tay chương trình, anh chị có thể nhắc lại thêm phim chiếu chỗ nào và có những lời nhắn nhủ đến quý vị khán giả. Thì cái phim mình sẽ bắt đầu chiếu ở bên Mỹ đó, là mới bắt đầu chiếu là ngày 3 tháng 6. Đó thì Hà muốn gọi cho khán giả ra ủng hộ cái cuối tuần đầu tiên, tại vì thật sự là cái cuối tuần đầu tiên mà tốt đó thì họ sẽ giữ mình cái thời gian chiếu trong rạp lâu hơn. Đó thì mình rất cần mấy bạn là dũ bạn bè nè, rồi bà con đi coi luôn. Ông mới chú, cô được. Bác, chú anh rẻ, chú đẻ mới đẻ nữa. Mới đẻ. Và nói chung là mình gọi hàng sớm, người Mỹ, người nếu mà tất cả không cần nói tiếng Việt, không cần hiểu tiếng Việt, có thể là nói tiếng Việt cũng được. Thì nói chung là mình có cái website là bit.ly/gửi Maca Movie. Thì là trên đó cái website mình sẽ gửi cho chạy chữ đó. Thì mình ở trong đó mình phải xuống tới get tickets, mình sẽ coi, có thể coi là ở thành phố mình nó có cái rạp nào để cho mình biết là mình có thể xem rạp nào. Tại vì dĩ nhiên không phải tất cả rạp, nhưng mà hy vọng nếu như cái cuối tuần đầu tiên mà mình được bán những vé thì mình sẽ kéo dài hơn. Yeah, rất là đặc biệt là Hàm sẽ có mặt ở cái đêm ra mắt ở quận Cam này nè, tối mai, bắt đầu tối mai. Và thứ bảy Hàm sẽ ở dưới đây luôn để đi thăm mấy cái rạp và ký tên. Còn chủ nhật thì Jenny sẽ ở bên Alhambra, bên gần Los. Chủ nhật thì Hàm sẽ bay lên San Jose, thứ hai là bay ra Houston, rồi tuần tới là sẽ bay ra Seattle. Hàm có nhiều nơi lắm mình sẽ chiếu. Chelsea rất cảm ơn anh chị đã đến với mình, cứ việc nghe mà bay chỗ này bay chỗ kia không. Bây giờ bay đến Sài Gòn TV để quảng cáo phim, rất là cảm ơn. Cảm ơn Chelsea. Thực sự luôn là bây giờ mình rất là hãnh diện vì Việt Nam của chúng ta đã thằng ngày càng tiến bộ hơn về những phim và có những người đạo diễn Việt Nam, người producer Việt Nam. Thì bây giờ mình không còn đủ thời gian nữa, và trước khi chia tay chương trình thì anh chị có những lời nào gửi đến quý vị khán giả? Chị cũng muốn cảm ơn Chelsea và Little Sài Gòn TV thôi. Và mình muốn tạo ra thêm một cái trend mới cho Maca là thay vì mình bắn tim, mình sẽ làm năng lượng giống như Maca. Siêu năng lượng. Ok Chelsea, 1, 2, 3. Thì cái này là mình là cũng phải có năng lượng thực sự nha. Đúng. Và hy vọng là mọi người sẽ đón xem phim Maca trong rạp phim. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Và Chelsea rất là cảm ơn quý vị khán giả đã xem theo dõi chương trình góc khuất và những bộ phim, những gì mà liên quan tới sự thành công và sự hành diện của người Việt Nam chúng ta. Và cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại trong chương trình sau. Maica. 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 Cứ cho mình